từ đây về sau tất cả những phát ngôn của tôi phải là chính ngay cái TikTok của tôi, còn lại là pha kè hết. Và ai mượn danh tôi để giả mạo mối quan hệ mà để làm những gì liên quan tới ngoài xã hội, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Riêng thằng Lạc Phong á, làm như vậy nếu như có đơn tố cáo là ảnh hưởng tới tôi ngay. Sự thật là như vậy. Liên quan tới tiền bạc tài chính là thuộc dạng lừa đảo, đúng không? Cho nên tôi nói rồi, tôi cảnh cáo luôn. Tôi hy vọng là Lạc Phong phải sống làm sao tiền bạc của ai trả lên cho người ta, không có giữ tiền người ta bất hợp pháp như vậy. Mà trong đó bản thân tôi đem bản thân tôi ra để mà đi PR kiểu đó là một cách hạ giá trị của tôi, là tôi cũng không đồng ý, không đồng tình. Tại vì sao? Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng nếu mà bỗng nhiên một người nào đó mà đem tôi ra mà để mà đi lấy tiền người khác á, mà không qua cái ân tình của Hiền Anh á, là không viên với tôi đâu. Tôi nói thật, ngày xưa tôi dở lắm, tôi không biết, chứ bây giờ là pháp lý tôi có trong tay rồi. Đứa nào chơi tôi, thua kiện tôi, chửi rủa tôi như thế nào đó, từ từ mấy em nhừ. Thôi, cuộc đời tôi sống có một lần thôi. Tôi nói đây là mặt bằng chung, tôi không nói một cái mặt bằng riêng cho bất cứ cá nhân nào. Và hồi nãy quý vị thấy tôi nói rồi đó, ông Tuệ, ông đi tu, cái chuyện đó của ổng, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến quốc gia này. Đừng để người ta đem cả đất nước mình đi ra kiện cáo là không được, đúng không? Mình yêu nước là mình phải bảo vệ cái khoản này. Còn ổng tu như thế nào là chuyện của ổng, cá nhân ổng tu như thế nào là chuyện của ổng, ai yêu mến ổng là chuyện của mọi người, không liên quan tới cái đất nước này. Nhưng đụng tới đất nước này, đụng tới quyền lợi của nhân dân, đụng tới lãnh thổ của Việt Nam, tôi quốc. Người hiểu biết sẽ thấy tôi đúng. Còn u mê u nan gì cứ tiếp tục u, không ăn thua gì tôi hết. Đó, tôi nói rất là rõ ràng. Nếu như câu chuyện này nó dừng ở một cái mức nào đó, tôi sẵn sàng, tôi không thèm quan tâm tới, bây giờ tôi rất nhiều việc. Nhưng đụng tới đất nước này mà liên quan tới kiện cáo ra tới tòa án quốc tế, hay là tới pháp lý quốc tế, hay là nói là Việt Nam nên là đàn áp ổng thế này, cái ổng là cái gì mà đàn áp ổng? Chẳng qua là ổng tạo hiệu ứng, ổng gây rối công cộng thôi. Còn mình là những người yêu nước, mình nó nhìn vào, mình nhìn cho rõ, cho thấu, thì mình sẽ hiểu được thuyết âm mưu đằng sau. Hồi nãy tôi có nói chơi một câu, tôi biết là ông Hùng ổng rất là tốt với tôi, nhưng mà ổng muốn tốt làm. Đó, tôi nói rõ đó, chứ không phải tốt làm là ngược lại mấy người. Người muốn hiểu sao hiểu, đúng không? Cho nên chủ nhật này tôi sẽ quốc tiếp tục. Cái đối tượng tôi cần quốc là bây giờ là thằng Lương già đó, là thằng Hùng ôm bơm. Ôm bơm thì đánh phá Việt Nam là một cái tội tài trời, và đặc biệt là nổ banh sát. Kiểm chứng thì hết đi, chẳng có cái gì là đúng hết. Thiết âm mưu đó là dày đặc sau lưng. Tôi nói trời sinh tôi ra chắc là khắc tinh của những kẻ mà lừa dân hại nước. Hình như nó là như vậy đó quý vị ơi. Và hiện nay trên trang mạng xã hội nó có một cái trang là hoa sen gì đó, cũng toàn là chửi rủa bêu rếu tôi. Và một cái trang mà có cái gọi là cái bức quy của Việt Nam á, cũng là toàn là xấu tôi. Cho nên á, tôi nói rồi, ở đây tôi nói một lần nữa, thương tôi hay ghét tôi đó là cảm xúc của mỗi người, tôi không có khe. Nhưng đừng đụng tới cái gì quyền lợi của nhân dân. Dù nhân dân đó có người ghét tôi vẫn bảo vệ. Đó là chân lý sống của tôi. Đó, cho nên á, đối tượng của tôi ngày hôm nay tôi quan tâm, tôi chăm sóc, đó là ai? Thằng cáo già Hùng và ông Tuệ. Tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị xem. Và tại sao á, một cái cô Lê Thị Miễn là người dẫn dắt rất là nhiều về cái lối tu của ông Tuệ, mà tại sao không ai dám tấn công đánh phá cổ mà lại đánh phá vô tôi? Vì sao? Tôi là một miếng ngồi béo bở, tôi là người có tóc, còn cô đó không là gì cả. Cho nên chúng ta mới nhận diện ra được những thế lực âm mưu để chống phá đất nước này là một cái gì ấy ngầm. Và ngày hôm nay cái bà mà tôi kêu dịch tân dịch giật gì đó có xuất hiện nữa hay không, đó là câu trả lời mọi người tự nghĩ lấy vậy thôi. Đừng có nói rằng tại sao bà Hằng đi không báo chính quyền. Tại sao không báo? Chẳng những báo mà còn làm tới nơi tới chốn nữa, đúng không? Đừng coi thường tôi, đừng dạy tôi cách sống, đừng khuyên bảo tôi. Ai cũng nói rằng á, là thôi đi, thôi đi. Nếu cuộc đời này ai cũng biết thôi đi thì đã không có cái lama này, có đúng không quý vị? Tôi dám sống, tôi dám nói, ghét thương gì cũng phải phục. Còn nếu ai cũng biết thủ thế, thủ thân, thủ thừa, tôi đây sống sướng lắm.
tôi đâu có khổ đến như vậy. Chẳng qua là sứ mệnh của tôi. Cái gì mà liên quan tới báo tánh đó, mọi người phải nhớ rằng á, phải có sứ mệnh. Còn nếu không là không sống nổi đâu. Mà nhất là đi lừa đảo báo tánh nó càng chết lẹ nữa. Cho nên á, khi tôi về á, lập tức lên chửi rủa tôi, đem tôi ra bươi bói tôi, cuồn cuộn thế này cuồn cuộn thế kia. Chính cái cuồn cuộn là mấy ông sồn sồn mê nhất đó. Mà chối bỏ sự thật đó, muốn táp tôi lắm đúng không? Đó, cho nên là đợi đó đi, tôi quất trong xem nha, sự thật người ta nói rồi, dĩ dãng dơ dái dễ gì giấu giếm. Sự thật sẽ lột trần ra tất cả, ghét cũng phải phục nha. Tôi là vì dân, mặt bằng chung là vì dân. Tôi không có nói, tôi đã nói rằng tôi không muốn nói cái gì nữa hết, tôi không muốn lên mạng xã hội nữa, tôi muốn yên lặng rồi. Mà bỗng nhiên súng nhau chửi tôi không đụng với ai. Đầu tiên là anh tờ báo gì đó, tờ báo gì nông nghiệp đông gì đó lên chửi tôi, à, nào là tư tưởng lệch lạc, rồi công thương, rồi lên chửi tôi. Rồi sau đó tôi đóng tiền cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì chửi tôi là tại sao đi ủng hộ Tổ quốc Việt Nam, xong sao cho vừa, đúng không? Sao không được hết trơn á, buộc tôi phải chiến thôi nha. Mà cô tôi nói rồi, tôi đã hiểu luật rồi, tôi quốc là không chừa phát nào. Bây giờ ông Tuệ ông nói rằng á, ai chửi ổng á, ổng cũng chúc cho người đó tu thành Phật. Bữa nay ông phải kêu tôi bà Phật nha, tại vì tôi chửi ông đó. Cô Tuệ nghe cho rõ nha, tôi chửi ông phải kêu tôi là bà Phật. Ông phải chúc phúc cho tôi, bữa nay tôi lên làm bà Phật rồi. Còn ông tu cái lối tu của ông như thế nào, chủ nhật tôi quốc ông cho ông biết. Được chưa? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Buổi tối hôm nay như thế này thôi, để tôi tu cho tôi tu với nha. Tôi nói rất là rõ nha, người nào cảm ơn tôi cảm ơn, người nào không hiểu tôi cũng cảm ơn, vì tôi làm là mặt bằng chung, không phải là số lượng ít, không phải là một người hai người, mà tôi làm lý tưởng sống của tôi. Cái gì cái đụng tới nhân dân tôi, đụng với đất nước tôi là tôi quốc vậy thôi. Yêu nước yêu dân là phải nhìn ra được cái chỗ này nè. Đi ủng hộ một người tu mà để cả đất nước mình bị thương kiện, đưa ra cả thế giới, vậy ủng hộ cái gì? Có đúng không quý vị? Mình thấy cái điều này chính xác chưa? Có u mê u nan gì làm ơn tỉnh giùm cái nha. Mình ngưỡng mộ ai thì mình ngưỡng mộ cái quyền của mình, nhưng mà ảnh hưởng tới mặt bằng chung đất nước mình là không được. Rồi ok, xin tạm biệt tất cả mọi người nha. Mai cô có ra giao lưu nữa không cô? Hả? Mai cô có đến Đại Nam nữa không? Nhật. Dạ. từ quốc nó mới đã, đúng không? Phải lượng, phải dạo là mới quốc, đúng không? Đúng là mình quốc thôi, chứ đâu phải quốc được là liền đâu. Không, hồi nãy tôi đang tiktok 1 giờ nhưng mà 3 giờ chủ nhật nha. 3 giờ chủ nhật tôi mới bắt đầu vòng qua bên kia. Cái like mà tôi quốc đó, tôi quốc thằng tôi tài. À, dạ chửi đi, chửi một lần đi cho tôi á, hết nghiệp cái cuộc đời này đó. Mà tôi nói thật, con người thông minh phải hiểu. Còn cái thằng Sáu, thằng gì đó, thằng đó đó, tới nó rồi. Sao lại bỏ qua được? Tôi nói là cứ từ từ quốc, không cần phải dồn vô từ tôi quốc cho bà La Ngô đâu thay. Nè, nói rõ nha, luật nào tôi cũng biết rồi. Luật rừng là gọi là luật rừng, tôi cũng sẽ chơi nếu mất dạy. Tôi nói thẳng luôn, đừng chọc tôi cái gì vậy, dồn người ta tới chân tường là buộc người ta cắn thôi, đúng không? Đúng làm gì hết, tự nhiên chửi tôi. Ok, chị Thắng Hoa, cảm ơn chị nha. Chở đi hút sáo luôn. Chị ở đâu? Rồi, thằng nào hút sáo gì đó, mày chuẩn bị nha. Cảm ơn chị nhiều nha, rồi sao đứng đây chụp mình đi nha. Đói vậy nha, chắc nó xóa kênh rồi quá. Nhìn tù đẹp quá. Ủa, Phương Hằng bây giờ không phải Phương Hằng ngày xưa đâu nha mấy em. Mấy em đừng có mơ. Thời tế thay đổi rồi.